ong là cây trồng mẫn cảm với mặn. Mùa khô năm 2021 với nhiều dự báo khắc nghiệt, khó đoán biết. Nhà vườn cần chuẩn bị điều gì để giúp cây thanh long ứng phó tình hình hạn mặn sắp tới? Đâu là giải pháp chăm sóc thanh long hiệu quả, tránh thiệt hại trong thời điểm này? Những nội dung này sẽ có trong chương trình hôm nay với phần tư vấn của tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng, nguyên giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Long An. Như thường lệ, nhà nông sẽ có cơ hội trúng thưởng với phần quà trị giá là 300.000 đồng khi tham gia trả lời câu hỏi ở cuối chương trình. Mời quý vị bà con theo dõi và tham gia để nhận quà. Kính chào quý vị và bà con nông dân. Thưa quý vị, thưa bà con, thanh long là cây trồng mẫn cảm với mặn. Tại đồng bằng sông Cửu Long, những ngày này, một số vùng mặn đã về gây ảnh hưởng đến đời sống và quá trình canh tác của bà con. Tại những vùng trồng thanh long diện tích lớn nơi đây, việc chủ động theo dõi, tìm giải pháp giúp cây thanh long ứng phó hạn mặn là việc làm quan trọng cần triển khai thực hiện kịp thời. Đây cũng là nội dung chương trình ngày hôm nay gửi đến quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, tình hình hạn mặn tại miền Tây sẽ gay gắt trong tháng 2 và kéo dài đến giữa cuối tháng 3. Mức độ khốc liệt có thể không cao hơn mùa khô năm 2019-2020, nhưng cần phải chủ động ứng phó. Riêng với những nhà vườn trồng thanh long nơi đây, mà cụ thể là ngay tại thành phố Tân An, tỉnh Long An, hạn mặn của năm 2020 vẫn chưa thôi ám ảnh. Thăm vườn, tích trữ nước ngọt, theo dõi dự báo thủy văn, cảnh báo độ mặn trên sông hàng ngày, hàng giờ để kịp thời quyết định thời vụ và nhất là tránh lặp lại sự cố tưới nhầm nước mặn gây thiệt hại nặng cho vườn cây là điều bà con quan tâm thực hiện suốt thời gian này. Năm nay á thì thấy nó nước nó cũng tương đối nhiều hơn năm rồi, thì mình chủ động được. Như năm rồi tới tháng này á, là hiện tại tháng này là nước ít sạch rồi, là phải bơm chiền ở trong bơm vô, mà nước ở bên Tiền Giang đã mặn là pha cái nước này vô cái để lâu ngày nó mặn thì nói chung tưới thì trái nó không có lớn, trái không tới thì tỉa bỏ bớt. Theo anh Trung và nhiều nhà vườn trồng thanh long lâu năm nơi đây, những năm gần đây, sự khắc nghiệt của hạn mặn tăng dần qua từng năm, khiến nhiều vùng ngọt của đồng bằng sông Cửu Long bị nhiễm mặn. Sự bất ngờ ban đầu giờ đã được bà con cảnh giác, chủ động ứng phó, có kế hoạch rõ ràng, cụ thể hơn. Tất cả đều hướng đến việc canh tác thanh long bền vững. Trong đó, hầu hết nhà vườn đều khẳng định sẽ sẵn sàng bỏ qua một vụ trái nếu tình hình hạn mặn gay gắt, không đảm bảo đủ điều kiện nước tưới. Nếu mà mình coi thông tin nó nước mặn sớm này nè, thì mình không xông đèn, mình ngưng lại, mình không có canh tác tiếp, mình bỏ luôn. Mình cái dây mình không có trái thì mình không tưới, không sao đó. Nó chịu mấy tháng không sao đó. Nhưng mà nước mặn vô nó càng ấy thêm. Cái vườn này thì nếu mà bây giờ cái trái đợt này là nó đã được qua rồi, thì còn khoảng 10 ngày nữa là nó chín rồi, là cắt rồi. Mà có nên là coi tình hình xong rồi một cây đèn nữa hay không thôi. Chứ còn giờ là nãy ngày là 10 ngày nữa ta chín rồi, cắt rồi. Đó, nếu mà xong lại cái nữa thì khoảng cái tháng 4 nó mới có trái nữa. Đó. Thì tình hình để coi tình hình coi ở nước Bình Tiền Giang nó có mặn hay không. Nếu nó mặn là thôi cũng bó tay bỏ luôn. Còn hãy nếu mà nó ngọt, nó chưa có đủ mặn thì mình xong cái đèn nó được. Các nhà khoa học khuyến cáo hạn mặn là vấn đề tồn tại từ lâu tại đồng bằng sông Cửu Long. Đối với bà con sinh sống trong vùng tranh chấp giữa mặn và ngọt, nên chọn cách sống chung với hạn mặn, đặc biệt trong bối cảnh lượng nước ngọt từ thượng nguồn về ngày càng ít vào mùa khô. Năm nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo độ mặn cao nhất năm có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 3 ở khu vực hạ lưu sông Cửu Long, bao gồm sông Tiền, sông Hậu. Còn trên hệ thống sông Vàm Cỏ sẽ vào cuối tháng 5. Ranh mặn là 4 gram trên 1 lít, xâm nhập sâu nhất là khoảng từ 60 cho đến 80 km trên hệ thống sông Tiền, sông Hậu và khoảng 100 đến 110 km trên hệ thống sông Vàm Cỏ.
các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long cần chủ động ứng phó với tình hình hạn hán và xâm nhập mặn diễn ra trong thời gian tới. Với cây thanh long, vốn thuộc nhóm cây trồng mẫn cảm với mặn, độ mặn thấp hơn 1 gram trên 1 lít, tức là 1 phần ngàn. Cùng với sự chuẩn bị của các cơ quan chức năng, bà con cần chủ động ứng phó tích trữ nước ao hồ, mương vườn. Khi tưới nước cần phải kiểm tra và đảm bảo nước phải ở ngưỡng mà cây trồng chịu đựng. Thời điểm hạn mặn gay gắt, trường hợp cần thiết chỉ nên tưới ít để tránh việc gây tích lũy muối, và song song đó thì cần kết hợp các biện pháp kỹ thuật như là che củ gốc, hạn chế nắng gió, sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng giúp cây chịu mặn và giải phóng mặn tốt hơn. Có thể sử dụng các loại phân bón lá giàu kali, giàu canxi, silic như là phân bón lá đạm sinh học, đầu trâu MK Amica Nano Plus giúp tăng trưởng đề kháng cho cây trồng. Khi sử dụng pha 50ml cho 50 lít nước, phun ướt đều lên tán lá, định kỳ là 20 đến 30 ngày một lần. Hoặc có thể sử dụng phân bón lá hỗn hợp NPK đầu trâu MK NPK 15-5-40 cung cấp dinh dưỡng đa trung vi lượng thiết yếu giúp tăng sức chống chịu cho cây trồng. Sử dụng cho cây trồng giai đoạn trước khi ra hoa và nuôi trái. Chú ý là pha 20 gram trên 20 lít nước, phun ướt đều lên tán lá, định kỳ là từ 7 cho đến 10 ngày trên một lần. Mùa nắng này là để cứ làm cỏ vòng vòng gốc thôi. Còn ở ngoài ngoài rì ta cho nó phủ lên luôn, cho nó đỡ cái thoát nước. Rơm phủ dày lên tận gốc luôn. Nếu mà mặn thực tế là mặn á thì lúc mà mình có trái á thì mình cũng xử lý theo có trái là mình sẽ buộc phải tưới, trái phần phải tưới, tưới xương qua thôi rồi bỏ. Còn hễ mà nó mà lỡ mặn là trái nhỏ quá, lỡ mặn nhiều quá thôi lặt bỏ hết luôn. Lặt bỏ khỏi tưới luôn, bỏ luôn. Bỏ luôn, khỏi tưới, khỏi chăm sóc gì đó, bỏ luôn. Chứ còn hễ mà nó đen đeo trái mà nước mặn mình tưới vô thì cũng đâu lớn trái đâu mà hư thêm nữa. Hư dây thêm nữa, thà bỏ luôn. Tuôn trái bỏ luôn. Chỉ có cách đó thôi. Nước ngọt lại mưa xuống rồi, nước ngọt lại rồi. Thì mình băm những gốc đó ra. Băm bầu rễ ra. Băm bầu rễ cho nó đứt cái rễ cũ hết. Xong rồi mình mới vô dưỡng rễ, vô phần lăn rồi đó. Lăn với là phân hóa học mình đó, hữu cơ vô. Vô rồi sẽ chừng khoảng cỡ đó 10 ngày nửa tháng là nó ra cái bộ rễ mới tinh. Cái chỗ mình đứt á, đã ra bộ rễ mới thì trắng phiếu. Mà cái rễ là lại hút chất dinh dưỡng được ra là khoảng chừng, nếu mà nó ra được khoảng chừng nửa tháng là 10 ngày là sao là cái dây phục hồi lại cái bình thường. Thời điểm này, bà con cũng cần nên chú ý sử dụng phân hữu cơ vi sinh để giúp cây tăng khả năng chống chịu mặn. Cụ thể, bà con có thể sử dụng phân hữu cơ vi sinh đầu trâu HCNMK7 bón 500-700kg trên 1 hectare trong một lần bón, bón từ 3-4 lần trong một năm. Hoặc bà con cũng có thể sử dụng phân hữu cơ sinh học đầu trâu MK Biohumic bón từ 1-3kg trên một cây trong một lần, bón từ 3-4 lần trong một năm, nhằm giúp bộ rễ phát triển mạnh, tăng sức chống chịu cho cây trồng. Với những vùng chuyên canh cây thanh long có vị trí gần biển, thì việc trữ nước ngọt trong mương vườn, không xử lý ra hoa, theo dõi diễn biến mặn hàng ngày, hàng giờ để lấy nước tưới cho cây phù hợp, cải tạo mương vườn, dùng cỏ, rơm rạ, lục bình, tủ gốc, giữ ẩm, vẫn là những biện pháp ưu tiên hàng đầu mà ngành chức năng khuyến cáo nhà vườn cần nghiêm túc thực hiện để ứng phó hạn mặn của mùa khô năm 2020-2021 này. Thưa quý vị, thưa bà con, sự khắc nghiệt của hạn mặn năm 2020 đã khiến cho nhiều vùng ngọt của đồng bằng sông Cửu Long nhiễm mặn, ảnh hưởng trực tiếp đến các vườn cây thanh long. Đây là bài học lớn để nhà vườn trồng thanh long nói riêng và các cây trồng khác nói chung phải cảnh giác ứng phó với hạn mặn của năm 2021 ngay từ sớm. Thiệt hại của hạn mặn đối với đất trồng, cây trồng nói chung, cây thanh long nói riêng là rất nghiêm trọng và có thể kéo dài qua nhiều năm, khắc phục rất khó. Vì vậy, cách tốt nhất là chủ động ứng phó, áp dụng đồng bộ các giải pháp canh tác hiệu quả, hợp lý để cây tăng khả năng chống chịu, đảm bảo sức sinh trưởng và năng suất lâu dài. Để mà đối phó với cái hạn mặn năm nay, thì riêng cái thanh long đó,
thì chúng tôi cũng có cái đề nghị như thế này, mấy cái giải pháp. Trước tiên là bên cạnh cái những giải pháp công trình nhà nước để mà chung cho toàn xã hội để mà ngăn cái mặn trữ ngọt trong các kinh mương lớn rồi, trong các cái dòng chảy, thì các cái nông hộ của mình cũng nên chủ động góp phần nhà nước, tức là mình nạo vét những kinh mương của ruộng vườn của mình, rồi mình làm những cái hố chứa nước ngọt, ao chứa nước ngọt chủ động trong từng nông hộ đó để mình tích trữ thêm nước ngọt. Và khi mà cái điều kiện mà chúng ta theo dõi thông tin thường xuyên trên cái những cái kênh truyền thông đó, dự báo dự tính cái tình hình khí tượng thủy văn, đặc biệt nước ngọt khi mà sông nó những nguồn sông chính đó, mà cái lượng nước cho phép là cái độ mặn, độ nước ngọt còn đó, thì chúng ta nên tranh thủ lấy thêm để mà trữ lại trong cái mương vườn của mình. Thì đây là cái mà rất quyết định cho cái chuyện mà cái chiến lược chúng ta sống cái tình hình năm nay. Chúng ta cũng không dự đoán trước sẽ mưa sớm hay mưa muộn, nhưng mà chúng ta phải tính toán như thế. Thứ hai là chúng ta khi mà để tránh cái chủ quan như năm vừa rồi đó, thì khi mà lấy cái nước ngọt vào để tưới thì chúng ta nên đo lại cái nước trong cái mương của mình, bởi vì nhiều khi mình cũng không có trừ cái khả năng nó rò rỉ thế này đến cả nó thấm vô, thì chúng ta phải tính toán trước cái đó để tránh cái trường hợp mà nó thấm lậu mà mình không hay. Thì năm ngoái cũng có một số cái vị mà thì bị thiệt hại như vậy, bị vì những cái đầu cống nó bị rò rỉ đó, người ta không chủ động được, thì cũng nên đo lại cái đó. Thứ ba là cái trong quá trình mà tưới mà mình thấy là cái nguồn nước chúng ta không nên chủ quan, thà tưới ít nước hoặc mình không tưới mà thiệt hại nó còn đỡ hơn là khi chúng ta tưới nhầm nước mặn lên thì chúng ta khó rửa lắm. Cho nên chúng tôi đề nghị là chúng ta những cái cây mà riêng đặc biệt cây thanh long của mình đó là nó không chịu mặn đó, thì chúng ta khi cái độ mặn của nó mà độ đã trên 1/1000 rồi thì chúng ta không nên rớ vô. Những cây mà nhạy cảm như sầu riêng, chôm chôm, măng cục đó, thì những cây đó là 0.5/1000 đó là người ta không cho rồi, hung hồn là 1/1000. Thì thanh long chúng ta không chủ quan được. Năm ngoái thì có những cái ruộng mà phải nói là nước mặn là mấy chấm rồi mà người ta vẫn tưới, người ta xót ruột thanh long, thì chúng tôi có khuyến cáo là chúng ta không nên làm cái này. Thà để khô để chúng ta khai thác tối đa cái tính chịu hạn của cây thanh long, để chúng ta vớt giá còn hơn là chúng ta lại tưới nước mặn lên thì sau này khó rửa lắm. Thì đó là cái chúng tôi xin nhắc nhở cái đó. Đặc biệt thanh long bây giờ thì cái đầu ra bán ra nó cũng còn rất là thiếu ổn định, cho nên do cái dịch Covid này nè, cho nên chúng tôi cũng đề nghị là bà con nên cố gắng là cái tưới tiết kiệm, giảm phân cũng là một cái giải pháp, vừa là chống cái chuyện ảnh hưởng của cái chuyện thiếu nước ngọt hiện nay, đặc biệt là cái chuyện mà chúng ta giảm giá thành, đó là cái rất quan trọng. Đối với cái chuyện mà phân bón đó, thì chúng tôi cũng đề nghị bà con thế này, là chúng ta nên tăng cường bón hữu cơ, bón phân hữu cơ. Bón phân hữu cơ trong giai đoạn mà hiện nay cái biến đổi khí hậu càng ngày càng tăng đó, cho cái đất trồng đó, thì giải pháp hữu cơ là một giải pháp rất lâu dài và rất hữu hiệu để chúng ta giải quyết nhiều thứ. Không được sử dụng, lạm dụng không có học và chất kích thích. Tốt nhất là giai đoạn này thì chúng ta, nếu mà trường hợp những cái nơi mà mình thấy rằng không có chủ động được cái nguồn nước ngọt á, thì chúng ta không nên để trái trong giai đoạn này. Mà tốt nhất giai đoạn này thì thanh long chúng ta nên cắt tỉa bớt đi. Cắt tỉa để cho nó chống bớt đi cái chuyện thoát hơi. Lúc này là chúng ta cho để đọt non là cái lúc mà rất là phù hợp, bởi vì để đọt non lúc này thì nó lại không có bệnh. Nên gây cái tược lúc này để khi mưa trở lại thì chúng ta sẽ khai thác tốt hơn. Đó là cái ý chúng tôi vừa gợi ý, là chúng ta sẽ giảm bớt số lần tưới, lượng nước tưới, nhưng mà tăng phát huy được cái tính chịu hạn của cái thanh long thì chúng ta rất là tốt. Thứ hai, ngoài cái bón hữu cơ thì chúng ta nên bón thêm vôi, độ chừng 500 đến tấn cho 1 hectare. Rồi bón thêm những cái loại phân như là cái sunfat kali. Nhớ là cái kali của mình thì chúng ta thay cái chlorokali, cái phân muối ớt á, bằng cái phân sunfat kali, nó tốt hơn cái chlorokali này. Cái nữa đó là mình tăng cường cái phân bón lá, những cái nhóm phân mà có trung vi lượng, canxi, silic, magie,
rồi những cái nhóm phân mà nó có cái nitrat kali KNO3 hay là cái chất kích thích là brassinoceric hoặc là những cái sản phẩm super humic hay là những cái sản phẩm humat á, chúng ta nên tưới phun lên thì nó rất là tốt trong cái điều kiện mà hạn mặn hiện nay. Quý vị và bà con thân mến, thời gian qua chương trình Canh tác thông minh nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của quý vị và bà con. Để chương trình ngày càng hay hơn và sát với tình hình thực tế sản xuất của bà con trên cả nước, Ban cố vấn và Ban biên tập chương trình rất mong sẽ tiếp tục nhận được những đề xuất của quý vị và bà con về các mô hình mới và cách làm hay có tính ứng dụng hiệu quả cao trong điều kiện ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Thư từ góp ý quý vị và bà con gửi về hộp thư Canh tác thông minh vtv9a@gmail.com hoặc tổng đài 0843968777. Quý vị và bà con có thể xem lại chương trình trên website vtv9.com.vn hoặc kênh YouTube Canh tác thông minh VTV9 hoặc V9 Online. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và bà con cùng tham gia phần câu hỏi giao lưu khán giả. Giải đáp câu hỏi tuần trước, Smartzin được bổ sung trong các sản phẩm phân phối đầu trâu với mục đích chính là cung cấp kẽm dạng thông minh, magie và lân cho cây trồng. Xin chúc mừng khán giả Cao Ngọc Đào, tỉnh Tây Ninh đã nhắn tin trả lời nhanh nhất với đúng đáp án B của câu hỏi. Phần quà một cặp điện thoại trị giá 300.000 đồng sẽ được chương trình gửi đến bạn. Câu hỏi tuần này, sau hạn mặn, bà con nông dân cần bón phân để cải tạo đất và phục hồi vườn cây. Sản phẩm nào sau đây phù hợp nhất? A. Đầu trâu mặn phèn. B. Ure. Mời quý vị bà con tham gia nhắn tin trả lời câu hỏi theo cú pháp CTTM khoảng cách câu trả lời đúng. Ví dụ nếu quý vị chọn đáp án A thì nhắn tin với cú pháp CTTM khoảng cách A. Còn nếu chọn đáp án B thì nhắn tin là CTTM khoảng cách B và gửi về số tổng đài 0843968777. Còn bây giờ, cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt. Vụ đông xuân năm 2020-2021 trên những vùng đất phèn mặn của đồng bằng sông Cửu Long, lúa đạt năng suất trung bình là 8,5 tấn trên 1 hecta. Những giải pháp nào đã giúp vùng đất khó gặt hái mùa vàng năng suất? Đâu là kỹ thuật canh tác then chốt giúp cây lúa thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay? Nội dung cụ thể với phần tư vấn chi tiết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng sẽ có trong chuyên mục Canh tác thông minh phát sóng trên VTV9 vào Chủ nhật ngày 21 tháng 3 năm 2021. Và như thường lệ, bà con khi tham gia trả lời ở phần câu hỏi giao lưu khán giả sẽ có cơ hội nhận phần quà trị giá là 300.000 đồng từ chương trình.